Thưa quý vị và bà con, trong nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng, con giống là yếu tố rất quan trọng, góp phần vào sự thành bại của chuồng nuôi. Tôm giống sạch bệnh khi nuôi sẽ cho tỷ lệ sống cao, tăng trưởng nhanh và kháng bệnh tốt. Chính vì vậy, lựa chọn con giống tốt sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh và đảm bảo được năng suất, chất lượng tôm nuôi. Tuy nhiên, để chọn được con giống tốt không phải là việc làm đơn giản, mà đòi hỏi người nuôi phải lựa chọn được cơ sở sản xuất giống uy tín, cũng như có những hiểu biết nhất định về kỹ thuật chọn giống. Chương trình Tam Nông 4.0 kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề con giống trong nuôi tôm công nghệ cao. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đây là khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của anh Lê Minh Châu ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 8 hectare nuôi tôm được anh chia thành 14 ao nuôi, có diện tích từ 600 đến 1.400 m2. Các ao nuôi được anh thiết kế theo hai dạng, ao nuôi vuông được thiết kế chìm và ao nuôi tròn được thiết kế nổi trên mặt đất. Tất cả các ao nuôi đều được trải bạt, dễ vệ sinh, nên ao nuôi không bị ô nhiễm như các hình thức nuôi trước đây. Dù tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi có thời gian nuôi ngắn, sức sống cao, khả năng kháng bệnh tốt, song để đảm bảo vụ tôm thành công, anh Châu đặc biệt quan tâm đến việc chọn con giống. Vì vậy, khi chọn mua giống, anh luôn chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, không mua tôm giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, anh không thể nuôi tôm ồ ạt vào cùng một thời điểm để tránh áp lực cho nguồn cung con giống, cũng như đầu ra khi anh xuất bán. Đặc biệt, mật độ thả nuôi anh duy trì ở mức 100 đến 110 con một mét vuông. Sau 2 tháng nuôi, khi tôm đạt cỡ thương phẩm, anh tiến hành thu tỉa. Số còn lại tiếp tục nuôi kết hợp thu tỉa dần để giảm mật độ, có thể kéo dài thời gian nuôi tới 4 tháng. Kích cỡ tôm cuối vụ đạt khoảng 30 con một ký, dễ tiêu thụ và giá bán sẽ cao hơn nhiều. Nhờ chọn được con giống tốt, rõ nguồn gốc, lại có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý, nên năng suất đạt trên 90 tấn mỗi năm, với giá bán trung bình từ 180 đến 200 ngàn đồng một ký, anh thu lời hàng tỷ đồng. Nói chung là thứ nhất là giống tốt, rồi môi trường sạch, rồi thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, thì nói chung đáp ứng điều kiện tốt nhất cho con tôm thì nó vẫn có bị rủi ro, vẫn có gọi là dịch bệnh, nhưng mà cái là ít hơn, rồi mật độ nó phù hợp. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản với khoảng 16.000 hecta mặt nước, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm hơn 3.900 hecta. Trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng được 180 cơ sở sản xuất tôm giống, hàng năm cung cấp cho thị trường hơn 3 tỷ con giống. Theo đánh giá của ngành chức năng, con giống là một trong những điều kiện quan trọng quyết định đến hiệu quả của nghề nuôi tôm. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu con giống, nên nhiều hộ nuôi tôm phải mua con giống từ các tỉnh miền Trung. Nguồn tôm giống nhập về này thường rất khó kiểm soát về chất lượng. Nhận thấy nhu cầu về con giống tôm chất lượng cao là rất lớn, nên anh Bùi Văn Phương ở thị trấn Long Hải, quận Long Điền đã tìm hiểu, học hỏi và ươm thành công tôm giống từ đàn tôm bố mẹ nhập từ nước ngoài và được kiểm soát nghiêm ngặt. Anh Phương này, cái tôm ở hồ này là giống tôm gì vậy anh? Hiện tại đây mình đang nuôi giống bố mẹ tôm thẻ chân trắng. Mình đang nhập là từ Mỹ. Đầu tiên là nhập về sân bay Tân Sơn Nhất, rồi cơ quan chuyên ngành là cơ quan thú y cho nó. Họ sẽ khui thùng ra, lấy bất kỳ một mẫu nào đó. Rồi họ đưa đi xét nghiệm những bệnh đặc thù của con tôm này. Sau khi xét nghiệm xong rồi tôm được chuyển về đây tạm thời là dưỡng lại khoảng một tuần. Nếu mà cái kết quả mà kiểm tra của cơ quan chức năng của mình mà ok, thì lúc đó là bây giờ người ta sẽ cấp cho mình một cái giấy, tức là giấy kiểm dịch, để chứng nhận cái lô hàng của mình là đã đạt yêu cầu. Con tôm này là hiện tại đây là con tôm bố này. Còn con tôm mẹ hiện tại đang khai thác nên là mình cũng hạn chế bắt lên vì sợ về cái vấn đề sinh sản, sức khỏe nó sẽ yếu đi. Tôm này nó rất là nhanh lớn. Cái quá trình mà khi mà nuôi ra con bốt thì khi mà đưa ra môi trường ngoài thì nuôi khoảng chừng là 60 ngày đến 75 ngày là có thể là thu hoạch được. Đấy. Thứ hai là cái sức đề kháng của nó rất là tốt, ok hơn. Thứ ba của nó là cái tỷ lệ nuôi á, nó sẽ thành công cao hơn, sẽ đạt cao hơn.
Tôm bố mẹ này thì mình khai thác trong bao lâu thì phải thay một cái lứa tôm bố mẹ khác ạ? Bên chi cục nuôi quản lý là con này hiện tại ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình, là hiện tại là từ lúc mà nhập khẩu về tới khu sản xuất này, khu bố mẹ này, cái thời gian khai thác được 4 tháng 20 ngày. Để đảm bảo nguồn con giống có chất lượng cao, đàn tôm bố mẹ được anh Phương nhập hoàn toàn từ Mỹ. Thức ăn cho tôm bố mẹ hoàn toàn là thức ăn tươi sống như ốc, hào, không có sử dụng thức ăn công nghiệp. Thêm vào đó, môi trường nuôi tôm bố mẹ phải đảm bảo sạch, hạn chế tối thiểu việc sử dụng hóa chất để tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và kháng bệnh của tôm con. Đây là cái giống tôm gì vậy anh? Hiện tại bây giờ bên mình sản xuất hai đối tượng chủ lực là tôm thẻ chân trắng và tôm sú chân đỏ đuôi đỏ. Quy mô sản xuất của mình hiện tại là mình có khoảng 250 hồ. Nếu mà công suất mà mình làm hết maximum thì nó có thể ra là khoảng 4 đến 500 triệu giống trên một năm. Nhưng mà nhu cầu thực tế bây giờ hiện tại là chỉ sản xuất khoảng 50 triệu thôi. 50 triệu con giống mỗi năm thì với cái sản lượng như vậy thì anh cung cấp chủ yếu là cho những cái thị trường nào ạ? Hiện tại thị trường cung cấp là chủ yếu là về miền Tây. Miền Tây là hiện tại cung cấp khoảng 90%. Thì nếu mà như so với trước đây không dịch thì lợi nhuận trung bình một năm thì nói chung là cái công ty mình thu lại được cũng một số tiền tương đối, một năm cũng kiếm là lãi được khoảng 1 đến 2 tỷ đồng. Thưa anh, các cái hồ ươm tôm như thế này á thì mình cần phải có chuẩn bị, cần phải có kỹ thuật gì để mà cái con tôm mình sản xuất ra nó đạt được cái chất lượng cao nhất? Đầu tiên nhất là mình phải là từ cái khâu bố mẹ, tức là mình phải là chọn những cái nguồn gốc bố mẹ tốt, chất lượng về hình dạng, về thể lực cũng như về gen. Cơ sở thì nó phải đối ứng, được. Đấy, cơ sở là hiện tại là ví dụ như mình nói là tại sao là mình tới 250 hồ thì thực tế là mình chỉ sản xuất 1/3 đó, còn những cái kia để nghỉ để tránh những vấn đề là tức là truyền nhiễm về dịch bệnh chẳng hạn như vậy. Hiện tại con này là nó ấu trùng, nó lột xác thường xuyên lắm. Thông thường là có thể là 1 đến 2 ngày nó lột xác một lần. Tức là nó lột xác nhiều, mà nó lột xác nhiều thì mỗi lần lột xác như vậy thì nó phải nghỉ để nó lột xác. Mà lúc lột xác như vậy thì thực sự là cái cơ thể của nó rất là yếu. Nó yếu thì các cái khuẩn nó rất là dễ xâm nhập. Thì mình không có những cái mà biện pháp hay là những cái kỹ thuật mà phù hợp với con tôm trong quá trình sinh trưởng và phát triển của nó thì nó sẽ bị yếu đi. Đấy. Thế còn cái thức ăn của con tôm giống này thì thế nào vậy anh? Nó khác cái con tôm truyền thống ngày xưa, tức là giai đoạn doa là hầu như phải ăn tảo hết toàn bộ, chứ không còn ăn tổng hợp như ngày xưa nữa, ăn tảo và men. Con tôm có kích cỡ như thế này thì xuất bán được chưa anh? Con tôm này thì khoảng 1 đến 2 ngày nữa là bán được. Những cái yếu tố cảm quan nào thì có thể đánh giá nhanh sơ bộ về chất lượng của cái con tôm giống ạ? Đầu tiên là mình nhìn vào con tôm thì thứ nhất là nó phải mình múc lên thì nó thông thường thì cái số lượng nó sẽ nhiều thì thông thường mình sẽ thấy là đầu tiên là muốn con tôm mà chất lượng nó phải đồng đều là đầu tiên nhất. Thứ hai là con tôm là từ đầu tới chân nó phải đuôi nó phải cân đối. Đấy, nó cân đối từ trên xuống dưới. Thứ ba là cái màu sắc. Cái màu sắc nó phải gọi sắc tố của nó là phải hồng hào. Cái thứ tư nữa là cái đường ruột nó hiện trên cái lưng của nó là phải đầy đủ. Thứ năm nữa là cái trạng thái bơi của nó là thông thường nó sẽ bơi thẳng. Chứ nó không bơi nhỏng lên. Mà thông thường nó sẽ đi bơi ngang và bơi đi trú xuống đáy, là con tôm nó là dấu hiệu của khỏe, tốt. Những yếu tố cảm quan như độ đồng đều, màu sắc, thức ăn, nguồn gốc con giống là những tiêu chí đầu tiên để xác định trong quy trình chọn giống tôm. Các tiêu chí cảm quan này giúp cho người nuôi đánh giá nhanh, sơ bộ về chất lượng con tôm giống trước khi thả nuôi. Thưa quý vị và bà con nông dân, con giống là yếu tố tiên quyết để có một vụ nuôi thành công. Để giúp cho bà con có thêm những thông tin trong việc chọn tôm giống cũng như thời điểm thả nuôi thích hợp, ngay sau đây mời quý vị và bà con cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Nguyễn Hữu Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chào ông Nguyễn Hữu Thi. Thưa ông, lâu nay thì bà con nông dân mình thường quan niệm là nhất giống nhì phân để nói đến cái tầm quan trọng của cái giống trong sản xuất nông nghiệp. Không biết là trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể là trong nuôi tôm á, thì cái quan niệm này có phù hợp hay không ạ?
Thưa bà con, góc độ cá nhân chuyên môn và đồng thời cá nhân tôi thì câu hỏi đó, cái câu trả lời là câu hỏi của chị rồi. Nhất giống, nhì phân, tuy nhiên ở trong nuôi trồng thủy sản thì bây giờ anh em hay nói vui là nhất giống nhì môi. Môi ở đây là môi trường nước, môi trường phòng chống dịch bệnh cho các con cá, con tôm ở trong nuôi trồng thủy sản. Đối với nuôi trồng thủy sản thì con giống giờ nó quyết định phần lớn cái yếu tố thành công. Chính vì vậy mà trong các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn thì đề nghị bà con và người nuôi trồng thủy sản luôn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm tới cái nguồn giống. Nguồn giống ở đây là nguồn giống có chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, có thương hiệu từ các cái nhà sản xuất có thương hiệu, để khi đó chúng ta đã xác định được cái yếu tố đầu vào là con giống, bên cạnh cái môi trường, bên cạnh vật nuôi đầu vào là thức ăn, là quản lý chăm sóc, thì con giống chiếm một cái tỷ lệ rất quan trọng. Vì vậy thì luôn luôn khuyến cáo bà con mình phải chú trọng tới cái nguồn giống đầu vào. Trong chọn giống, đâu là yếu tố mà bà con nông dân cần phải lưu ý để mà bảo đảm được chọn được cái con tôm giống khỏe mạnh cũng như là không bị nhiễm bệnh trong cái quá trình nuôi ạ? Khi chọn giống thì đầu tiên là phải chọn là cơ sở có uy tín, có thương hiệu. Sau đó khi giống đưa về thì chúng ta phải vận chuyển nó đúng theo cái hướng dẫn quy trình của người sản xuất giống. Khi về đến ao thì chúng ta khi kiểm tra giống chúng ta hãy thử test một số cái test đơn giản theo mà những người kỹ sư thường thường hướng dẫn cho các bà con nông dân mình. Đó là chúng ta thả tôm giống ra ngoài một cái chậu, cái thau nhỏ để chúng ta thử cái phản ứng của nó, phản ứng độ nhạy cho tôm búng nước vào trong cái thau nước. Thì con tôm nó phản ứng mạnh, nhanh, nhạy và với lại cái phản xạ tự nhiên đó, thì chúng ta đó là giống tốt. Và đồng thời quan sát cảm quan thì con tôm nó phải đều, bóng, không có bị dị tật, dị hình ở trong cái thau nước đó khi chúng ta lựa ngẫu nhiên. Thì đấy là một trong các phương pháp cơ bản nhất thôi mà tất cả những người nuôi tôm đều biết. Nhân đây thì ông có thể chia sẻ về cái thời điểm thả nuôi để mà cho cái hiệu quả cao nhất ạ? Đối với cái khung lịch mùa vụ của địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành thì trừ những cái cơ sở nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban tỉnh công nhận là theo quyết định số 1013 của Ủy ban tỉnh ban hành, thì gần như tập đoàn Minh Phú và một số các hộ nuôi công nghệ cao thì không cần phải áp dụng khung lịch mùa vụ, có thể được phép nuôi thả quanh năm. Tất nhiên là phải tuân thủ theo cái phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản. Còn đối với những bà con còn lại thì nó có hai mùa thả theo khung lịch mùa vụ, thì chúng ta cần bà con mình cần phải tuân thủ để làm gì, để chúng ta bám sát được cái khung lịch mùa vụ đã được hướng dẫn theo cái của tỉnh, và đồng thời chúng ta cũng phải cần thiết bà con mình phải quan tâm tới cái chất lượng nước đầu vào mà cơ quan chúng tôi đã hàng tháng lấy một lần, hai lần trên một tháng là có kết quả chuyển tới số điện thoại cho bà con định kỳ. Thì bà con chú ý tới cái kết quả quan trắc đó, chúng ta kết hợp kết quả quan trắc khi chất lượng nước tốt, ổn định đầu vào, chúng ta lấy nước vào ao và chúng ta xử lý xong chúng ta nuôi, thì như vậy thì sẽ bảo đảm được cho cái khung lịch mùa vụ đúng và đạt kết quả cao. Ở cái thời điểm mùa mưa này á, thì bà con nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng thì cần phải lưu ý những cái gì ạ? Năm nào cũng vậy, cái đến mùa mưa là luôn luôn anh em chúng tôi luôn luôn có khuyến cáo đến toàn thể bà con nuôi tôm, nuôi thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng. Đến mà vào con tôm nó là một cái con vật nuôi thủy sản, nó rất nhạy cảm với môi trường. Mùa mưa xuống thì sẽ làm cho thay đổi một nhiệt độ nước, thay đổi môi trường. Đặc biệt là những đối với những cái ao nuôi, trừ những ao nuôi công nghiệp, còn những ao nuôi bà con mình thường thường nó làm cho phân tầng nước. Thậm chí một cái ao nuôi mà đặc biệt những ao nuôi bằng nước nó hơi thấp, nó phân tầng ra, tầng trên rất là ngọt, tầng dưới là nó mặn, đồng thời nó tạo ra các cái khoáng chất nó không có đều. Thì chính vì vậy bà con mình phải cẩn thận, luôn luôn có các cái phương án cụ thể để đối phó lại với những cái dấu hiệu bất thường của cái mùa mưa này thông qua cái kiểm tra môi trường thường xuyên trong mùa mưa. Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Thi. Thưa quý vị và bà con, với những kiến thức mà chương trình vừa cung cấp, hy vọng bà con có thể lựa chọn được loại tôm giống tốt, sạch bệnh, đảm bảo cho năng suất và chất lượng cao. Đến đây, chuyên mục Tam Nông 4.0 do phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.